Ngồi đi bác. Bác cũng nhúng cho mẹ để đi chậm á. Để em đâu? Ừ. Để đó. Đưa ta để em. Có mấy cây rồi cho nó cây. Nay mình làm bò tôm nhúng giấm nha các bạn, bưng cái dĩa đó lên cho con. Dĩa ăn rồi, hai dĩa tha hồ ăn nha. Rồi tôm vô. Rau vô này con nhớ được không? Dư sức. Con dư sức. Ừ, cái này để cái chả, cái tôm nồi nè. Muốn thấy nữa biết làm sao không? Mình làm kìa. Thôi. Đỡ cái phòng. Được rồi mẹ. Đi. Được chưa? Cũng đâu có thấy. Cà phê mà coi con liên tục con không ngừng nghỉ. Trời ơi vàng đỏ nó đang sụt lùi rồi. Thank you.
đen chín quá phải giảm nước. Sao vậy? Thì bây giờ mình nhúng vào trong kia mình cuốn giảm lửa nè. Được chưa? Rồi đó. Mẹ mẹ cho con ăn mấy giờ con mập quá rồi. Sao không lấy rau gì một chén nữa? Có vừa leo chưa? Con có đây mà sao mẹ đưa con chưa vậy? Vỗ tay đi xong để sát vô gần cái. Thôi con làm. Nên biết dừa không nè. Nên dừa không nè. Đâu còn nữa. Ăn mẹ rồi. Đồ diễm tắt luôn. Để mâm. Con canh 7. Cũng mềm lạc nhắc hả? Được hả? Quán lợn lợn. Ông bà. Với ba chặt lợn. Ăn. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Ngọt. Cứ làm mắm lên mà nấu không á. Ừ. Mà xào gừng tỏi xả những cái bỏ nó tận vô. Cây thịt bò nó sắc không? Còn nữa. Mà ăn cái kiểu đó. Cái gì nữa? Ngon. Sắc
đi. Có chừng cảm nắng rồi đó. Hương quá mình còn. Nước nè, uống vô. Ho mà ăn toàn đồ độc, mẹ cũng vậy, ho mà ăn toàn. Bởi vì ho truyền miên khó được. Ho không về hết, ho cứ ngứa khổ là ho biết. Uống nước vô đi ba, có nước kìa. Chơi. Mà biết mai con nghỉ mà con chưa bị nằm được từ sáng. Mở lớn lên con. Bắt đầu mẹ nhím. Bữa nay ăn trưa trễ lắm à. 1:30 nha. 1:30 rồi. Mà nó tối chưa? Hỏi mẹ uống có nửa ly phải không? Cà phê. Như cà phê giờ nó bán mấy đồng rồi? Con không biết nữa ba. Không mà biết. Con chỉ biết là chung hết ba mấy đồng. Ba ly với ba cái bánh. Ba mươi mấy đồng. Hay là ăn uống là còn mát hơn biết. Ăn bún đậu mắm tôm. Ừ. Ừ. Còn người ta dân chơi, người ta ăn đồ sống không? Mình thấy miếng máu là mình ôi. Nó ăn thịt bò mà nó ăn chút xíu ấy nó không chịu ăn nữa mà. Ăn miếng thịt bò nó kín đen rồi nó chịu. Mới trắng ghê là bây giờ bỏ ra nó đen rồi. Cái gì mẹ? Muối nè. Ủa sao nó vậy hả? Ừ.
mình ngâm giấm rồi này nọ đó. Nó làm vậy hả? Trắng bóc mà đem ra đó. Kiểu nó vậy hả? Ừ. Chứ ở tiệm ta có cũng làm vậy thôi chứ gì. Người ta ngâm thì nào ta bán cho mình ta mới lấy ra. Ra, ta để trong nước vậy đó hả? Ừ. Ở bên này có a thịt bò filet mignon ăn sướng. Cái này là phải. Cái này còn thơm lắm. Thơm cái gì? Này thanh đòn. Thơm. Thơm với mignon này. Nó mềm hơn là filet mignon nữa. À. Mà chỉ có chợ ấy nó có bán thôi chứ. Ừ. Để vừa qua nó có bán. Để tiếp tục còn vậy sao con lấy không đi làm mẹ tối rảnh mẹ ngủ mà có con ở nhà hình như mẹ lu bu á mẹ phải lo cho con ăn mẹ lu bu á cái gì mà thêm không? Thấy không? Ừ. Khoan bơ. Khoan. Chút xíu nữa con.
chỉ có cuốn mình mới ăn nhiều rau. Thơm Này chào á, chào tỏi gừng. Thơm. Một mớ bẩn đầy mớ để làm ăn đây. Nãy thì con họp ở nhà con cũng mở camera thôi. Thôi hả? Con còn mình... boss con tắt camera. Sao vậy? Không biết làm cái gì tắt. Sợ hả? Sợ ta thấy nhà hả? Thấy ăn mặc không có chỉnh tề á. Có hàng đó. Có hàng bồ hả? Rồi tắt luôn đi. Tắt nhiều đây ai cũng no. Đúng rồi. Dạ. Mà dân chơi mà sợ mới rớt. Không bật. Tím thì cho người ta biết tím chứ có gì đó. Còn nữa liên tục phôi
giờ hết thú vui cắm hoa giả nhiều quá rồi. Đây nha, mày ngắt gì à? Hôm bữa đi cho em á, giờ tao móc đó. Ôi dạ, cái chân nó ngủ. Đây chân máu chạy đều. Ồ quá trời, bông súng nở luôn vậy. Ba thấy không ba? Năm cái bông súng luôn. Cái đó không biết không? Bông súng quá trời vậy. Thay nước hoài là nó lên bông. Lên chưa bao giờ con thấy. Năm nay cũng hình như nó thích nóng rồi ơi. Con thấy càng nóng con thấy nó càng xum xuê á. Khi lạnh thấy em ngẫm à. Đêm đông nó khép lại sáng nó nở ra. Nắng nó nở ra đó. Nở ra đẹp quá chứ. Đẹp ghê ha. Gần bùng mà chẳng thôi tâm mười bùng. Ủa mà ở Mỹ làm gì có bùng? Bùng là trong đó đó. Trong hồ nước á. Ừ. Bà biết hồi lúc tân gia có người bạn của mẹ tặng cho một cái cặp chậu đẹp lắm. Lúc con cần con nhận xuống hồ luôn. Nhưng hồ đó đó hả? Con nhận xuống tại con chồng bấm súng không có gì lúc đó. Cái có đó con lấy con nhận xuống cái chỉ về. Chị hỏi hai cái chậu đó đâu? Con nói nằm dưới hồ. Tới giờ còn nằm không? Nằm dưới. Chỉ là con quá trời. Này là cái thứ pháp cũ á. Mà con trả lời bình thản lắm. Con nằm dưới hồ rồi mẹ. Cái hồ đó đáy nó trâu quá. Ừ. Đừng bao giờ té. Té xuống dưới rồi. Ở đây không? Tới đó đó. Ở hồi lúc á, mới mua hoa. Là bà biết mới trồng hoa sen. Cao lên nhỉ. Ba con sợ xung xuê rồi nó rắn. Mà thôi mấy mướn mễ. Dẹp luôn. Dẹp. Dẹp bông sen. Dẹp bông sen. Rồi chơi cát thôi. Rồi có hôm mới mua cái cây mà nó giống như là nó dễ sống á, thả nó nhảy dưới để cho cá nó ăn. Rồi lúc đó mấy con chim nè xuống quất cát thôi. Bắt được không? Không bắt nó coi được không? Chứ bắt hay lắm. Bắt hay cũng cọ hả? Cọ. Mấy con coi nó lừ đừ chứ nó không có gì. Nó cắn ha. Cái đi nhả trên mặt, trên đất vậy đó. Cái nó không ăn, mà nó làm vậy đó. Cái xong rồi cái mới ghét, mới chơi lục bình. Lục bình rồi cái mẹ ghét quá thôi mẹ nhổ hết. Giờ chơi lại súng. Súng vừa đẹp. Mẹ nói lục bình nó dơ quá. Còn lá nó lớn, lớn quá. Mà cái biết hồi xưa con mua mấy cái súng này rẻ. Con mua ở đâu? Ở đâu con bán? Chỉnh cá bạn con. Lúc đó một cái vậy nè là cái rễ thôi. Rồi nó có cái miếng đất vậy đó với thuốc. Chứ nó chưa có bông, nó chưa có gì hết. Con mua một lần hình như 6-7 cái vậy đó. Con dục xuống con để đất rồi có con mới lấy thêm mấy cái chậu của chị con để xuống.
Lúc đó cô mua mỗi cái cây như vậy có 10 đồng, mười mấy năm về trước á. Bây giờ nha, có vụ đó đâu nha. Bây giờ là mỗi cây là 35 đồng là rẻ, còn không nó bán 3 cây 70. Cây nó bỏ trong cái chậu đó mấy chục đồng. Cây này con mua 35 đồng nè. Có chút xíu đó. Chút xíu đó. Thôi nè. Thêm nè. Chào luôn. Hai các bạn ăn xong rồi, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chào.